luôn anh em, Minh Âu Đà Đông có một món hàng rất ngon luôn. Nếu món hàng này mà không có cái điều khiển này thì dùng đếch ra cái gì anh em nhé. Bởi vì có cái khiển này thì Minh chỉnh được bát chép cho nó để sử dụng. Đây là mẫu âm ly giải mã của dòng âm ly Mỹ Marzahn, mã là 3001. Báo giá luôn cho anh em vào việc, giá 4 triệu tại cửa hàng. Giá tại cửa hàng anh em nhé, 4 triệu cho một con âm ly khủng luôn. Tiếng rất khỏe, hay vượt tầm tiền luôn, bãi zin đẹp keng luôn, anh em có thể thấy. Và sẽ quay xung quanh anh em xem. Cái khiển nó làm lên cái giá trị của âm ly rất nhiều luôn. Anh em thông cảm có tiếng gió trong video nhá. Đây là mặt sau đi. 360W 100V. 100V 360W. 3001. Đang đấu cầu loa vào đây. Đây là dòng âm ly giải mã đời cao, có nhiều loa. Loa A, loa surround, loa B, surround, surround back, center để tạo thành bộ âm thanh 5.1, 6.1. Nếu anh em có nhiều loa thì anh em đấu đủ vào, còn không thì anh em nghe một đôi như này là tuyệt vời luôn. Và nó có giải mã rất giá trị luôn để anh em nghe nhạc trên mạng. Tiếng khỏe lắm anh em ạ, 360W cơ mà. Đánh loa bass 25-30 khỏi nghĩ luôn. Anh em cũng có thể ghép vang hát. Bên trong cực kỳ mới anh em nhá, mới lắm. Nó có chỉnh điều khiển nên là chỉnh nó rất là sướng. Anh em nghe nhạc từ YouTube, từ trên mạng rất tiện luôn. Em mời anh ghé thăm chốn đây một lần, mời anh về thăm quê em, có tiếng ca đồng tình, tiếng ca chiều mến đậm tình quê hương. Mời anh nên là chỉnh cái âm ly nó tiếng nó hay hẳn. Nếu con âm ly này không có điều khiển không chỉnh được anh em nhá. Anh em lưu ý cái dòng Marzahn này như vậy. Không có anh em không chỉnh được đâu. Và khi đó thì chất âm nó không hay. Có điều khiển thì anh em hiểu nó như là thêm cái phần lọc nhạc ấy. Cái bộ âm thanh mà mất cái bộ phận lọc nhạc thì mất 50% độ hay của sản phẩm. Mặt phay nhôm con này khá dày dặn to. Đo qua kích cỡ cho anh em tham khảo này. Xin nhắc lại giá là 4 triệu cả khiển anh em nhé. Bề ngang 44 rất to đấy. Bên trên đẹp mê ly luôn, anh em có thể thấy. Số điện thoại ở tấm biển màu xanh kia chắc chắn anh em đã thấy nhá. Cửa hàng bán ở chung cư Victoria Văn Phú, gần ngã tư Văn Phú, giáp tuyến đường Quang Trung tàu điện trên cao. Ngã tư Văn Phú thì chắc ai cũng biết. 16,5 chiều sâu, nếu không có núm và cổng loa thì là 35, nếu có vào thì chắc phải tầm khoảng mỗi bên khoảng 2 cm là tầm 39. Trên này là các đường tín hiệu vào. Đó. Bấm vào nút âm ly anh em nhé. Người tình xưa đâu hiểu hát ánh trăng buồn xôi sáng giá bóng cô lái đò để buồn cho ai gió xa đầy dơi tìm hỏi người quen cô lái đò vừa sáng bến tình giờ đây xứ người chào sang gấm lụa. Ok, xin chào và hẹn gặp lại nha.